Lương Bằng Quang đã tốn bao nhiêu chi phí cho công cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ đập đi xây lại? Ban đầu, anh chỉ dự tính sẽ thay đổi phần mũi. Nhưng khi đến gặp bác sĩ thì có những phát sinh thêm để gương mặt anh hoàn thiện hơn. Chi phí cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo của anh lần này lên đến con số cả trăm triệu đồng, khiến mọi người bất ngờ. Vừa qua, Lương Bằng Quang gây bất ngờ cho khán giả khi tuyên bố mình sẽ thay đổi diện mạo, từng gắn bó với anh suốt 37 năm qua. Không giấu giếm chuyện mình sẽ giao kéo, mà ngay từ đầu, nam nhạc sĩ đã chủ động chia sẻ từng bước, từ việc gặp bác sĩ tư vấn cho đến thời gian tiến hành việc đập mặt. Cụ thể, Lương Bằng Quang đã cắt mí mắt, sửa mũi và làm lại phần cằm. Bên cạnh đó, Lương Bằng Quang là một trong những nghệ sĩ không nhận được sự ủng hộ của khán giả khi quyết định thay đổi vẻ ngoài. Tuy nhiên, anh vẫn rất giữ lập trường và tinh thần bình thản trước những lời chỉ trích của dư luận. Chia sẻ trên báo, anh bộc bạch, ý kiến tích cực thì không nói, chứ ý kiến tiêu cực sẽ làm mình hoang mang lắm, nên tinh thần sẽ rất quan trọng. Ví dụ như giờ, họ cứ nói bác sĩ này làm xấu, làm hỏng nhiều lắm, hay cứ bảo mình là ca sĩ hết thời, làm chiêu trò, thì tinh thần còn nặng nề hơn cả bị đụng xe. Cũng may là mình cũng từng trải, cũng có những kỹ năng sống nhất định để động viên người thân. Quan niệm rõ ràng, tinh thần mới là vẻ đẹp, còn thẩm mỹ là để giúp cân bằng giữa tinh thần và ngoại hình mà thôi. Ngoài ra, chi phí cho lần thay đổi này cũng tương đối nhiều, anh cho hay. Quang và bác sĩ là chỗ khá thân thiết, nên lúc đầu bác sĩ bảo qua sửa tặng cho chiếc mũi, nhưng sau đó phát sinh nhiều vấn đề lắm, bởi cái mũi của Quang phải làm nhiều khâu phức tạp rồi, cũng tại cái mũi bự và xấu quá mà. Rồi có cái mũi cao thì phải có đôi mắt, cái cằm sao cho hài hòa, tương thích, nên tổng chi phí rơi vào khoảng hơn 100 triệu. Nhưng mà kết quả đẹp thì số tiền đó là rất rẻ, trừ khi là gương mặt mình vẫn xấu méo mó thì nó mới không đáng. Đã có rất nhiều người thắc mắc vì sao đến tận 37 năm thì đến hiện tại anh mới quyết định tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Phải chăng cô bạn gái nghiện dao kéo Ngân 98 đã làm tinh thần anh ảnh hưởng, đồng thời công chúng cũng nôn nao để đón xem diện mạo mới hoàn toàn của anh trong những ngày tới sẽ như thế nào? Ngọc Lan xúc động khi lần đầu tiên nhận món quà 8 tháng 3 của ông xã Thanh Bình và con trai cưng. Nữ diễn viên vô cùng thích thú và xúc động khi nhận được món quà 8 tháng 3 siêu đặc biệt của ông xã Thanh Bình cùng con trai lưu yêu. Như mọi bà mẹ khác, 8 tháng 3 là dịp mà Ngọc Lan cũng háo hức mong chờ những món quà từ ông xã mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mặn Hơn Muối vừa chia sẻ hình ảnh món quà đặc biệt của chồng và con trai mình. Ngọc Lan viết, hôm nay đi làm cả ngày về, ba lưu yêu bảo, mẹ mở tủ lạnh lấy giùm ba rổ rau, và thật sự trong tủ lạnh chả có rổ rau nào mà chỉ có hộp cúp khác này. Mình nghĩ trong đầu, eo ôi, chỗ nào bán bánh mà nó xí thế. Mình mới cầm hộp bánh ra hỏi, ủa bánh của ai vậy, giọng hoang mang. Thế là ông lưu yêu lon ton chạy thật nhanh ôm mình nói, bánh lưu yêu làm bánh có ba. Ổng nói kiểu rất tự hào và khoe khoang chiến tích, và bây giờ thì mình hoang mang thật, quay qua nhìn, thấy ông chồng tủm tỉm cười, quà 8 tháng 3 của hai cha con tặng mẹ. Hai cha con đi học làm bánh cả buổi để làm tặng mẹ. Xí 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 thì ra là lừa tôi, kêu mở tủ lạnh đồ, làm bất ngờ đồ làm tôi khóc, nói chứ xúc động lắm. Lưu yêu đã lớn tròn 25 tháng, biết nói được câu 5 chữ, biết mét, biết tâm sự, biết nịnh và biết cùng ba làm điều bất ngờ cho mẹ. Hôm qua vì Lưu Yêu chỉ học nửa ngày nên sau khi đón con, Thanh Bình vội vàng đến lớp học bánh và chuẩn bị món quà 8 tháng 3 cho vợ, anh chia sẻ. Năm nào cũng tự đi mua quà cho Lan, nên năm nay mình muốn dành tặng cho vợ một bất ngờ nho nhỏ. Đặc biệt hơn từ nay, các ngày lễ là có thêm một anh con trai trong nhà đồng hành nên đỡ mệt. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, hai ba con đã làm được những ly cúp khác vô cùng dễ thương và đáng yêu. Mới hơn 2 tuổi nhưng con trai của Thanh Bình Ngọc Lan rất hiếu động và nhanh ý. Cậu nhóc nhanh chóng làm theo hướng dẫn của ba và tỏ ra thích thú khi được cô giáo chỉ dạy từng bước tận tình. Thi thoảng, khi đánh trứng hay khuấy bột, cậu nhóc còn tinh nghịch làm trò với ba mình và cười sảng khoái. Từng bước được ba và cô giáo chỉ, Lưu Yêu đều hoàn thành tốt và nhanh chóng làm được những chiếc bánh cúp khác đầu tiên tặng mẹ. Nam diễn viên cho biết vợ chồng anh quan điểm sẽ làm mọi thứ vì con, lớn lên cùng con, xem con là bạn nên luôn muốn con được trải nghiệm những điều tuyệt vời xung quanh cuộc sống. Thanh Bình cũng chia sẻ trong gia đình anh là người nghiêm khắc và khó tính với con trai nhất, nhưng cậu nhóc lại thích chơi với ba nhiều hơn các thành viên trong nhà. Đang ở tuổi tập nói nên Lưu Yêu luôn có một vạn câu hỏi vì sao với ba mẹ. Cô chú trọng gia đình, nam diễn viên cũng thấy an tâm khi chọn cho con mình một môi trường an toàn tại quận 2. Từ khi đi học, Lưu Yêu ngoan hơn, biết vâng lời và luôn tỏ ra quan tâm người khác. Ở trường, cô giáo cũng cho biết cậu bé rất hiếu động và hòa đồng với bạn bè, biết dỗ dành bạn khi bạn khóc và luôn vâng lời cô giáo.
Dính cú lừa ngọt ngào của chồng khi mở tủ lạnh lấy rau, nhưng lại nhận được hộp bánh khơm mát từ ông xã và con trai đã khiến Ngọc Lan xúc động. Cô dành cho chồng lời yêu thương chân thành. Cảm ơn ba lô yêu, cảm ơn vì anh vẫn yêu em như ngày nào. Cảm ơn anh vì đã đào tạo một ông nhỏ biết ga lăng và sống rất tình cảm. Ngày nào ổng cũng nói yêu mẹ, đêm nào trước đi ngủ cũng chúc thiếu điều hết cái phường ăn phú ngủ ngoan rồi mới ngủ. Ngọc Lan thích thú về những chiếc bánh ngọt ngào đầu tiên mà con trai dành tặng. Cô bảo đây là những chiếc bánh ngon nhất mà cô từng ăn, vì nó chứa đựng tình yêu của chồng con. Nữ diễn viên cũng cho biết, Lưu Yêu chính là thổi nam châm thu hút mọi thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Dù đi đâu làm gì, mọi người trong nhà đều tranh thủ về sớm để chơi cùng cậu nhóc. Ở tuổi tập nói, cậu nhóc luôn thắc mắc với ba mẹ và cô chú mọi vấn đề từ sáng đến tối mà không biết mệt. Thành quả đáng yêu của hai cha con Thanh Bình và Lưu Yêu. Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời. Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên, Ngọc Lan tâm sự về tình yêu của mình và ông xã. Ngọc Lan Thanh Bình là một trong suốt cặp đôi của làng giải trí Việt, nhận được sự yêu mến ủng hộ của đông đảo công chúng từ khi yêu đến lúc về chung nhà. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2016. Sau 3 năm chung sống, gia đình nhỏ của họ ngày càng hạnh phúc khi con trai đầu lòng ra đời. Sau khi có con, Thanh Bình Ngọc Lan lại càng cố gắng vun đắp để bé Phôi có một gia đình trọn vẹn tràn ngập tiếng cười. Hiện tại, người hâm mộ đang chờ Ngọc Lan Thanh Bình tổ chức một đám cưới hoành tráng. Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi tâm sự về tình yêu và cách chọn cho mình một nửa phù hợp nhất. Theo đó, cô cho rằng, đàn ông dù đẹp trai, nhiều tiền và địa vị cao bao nhiêu, nhưng điều đó không đủ để trói buộc trái tim phụ nữ cả đời. Đàn ông đẹp trai có thể khiến phụ nữ trầm trồ ngưỡng mộ, đàn ông giàu có địa vị lắm tiền nhiều bạc có thể khiến phụ nữ mê mẩn ao ước. Nhưng tất cả những điều đó không trói buộc được trái tim người phụ nữ lâu dài. Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên, Ngọc Lan chia sẻ. Sau 3 năm về chung nhà, cuộc sống của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn. Tổ ấm của vợ chồng Ngọc Lan thực sự đầy đủ và viên mãn. Tâm sự của Ngọc Lan nhận được sự đồng tình của đông đảo chị em, cô khiến nhiều người suýt xoa khen ngợi khi khéo vun vén cho gia đình luôn hạnh phúc giữa showbiz nhiều thị phi. Thanh Bình được khen ngợi hết lời vì không nề hà việc đeo tạp dề vào bếp phụ vợ nấu nướng. Ngay cả việc chăm con, nam diễn viên cũng tranh với bà xã Ngọc Lan. Trước đó Ngọc Lan nhiều lần tự nhận mình không phải là người vợ đảm giỏi chuyện bếp núc. Tuy nhiên cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi lấy được một người chồng hiểu yêu và chiều chuộng vợ con. Thanh Bình không ngại xắn tay áo giúp vợ làm việc nhà, nấu ăn hay thậm chí là chăm con mà không một lời than vãn. Body đẹp miễn chê nhưng thần thái đỉnh cao mới là điều khiến fan choáng trước bộ ảnh của Harry Won. Bước sang tuổi 34, nhưng Harry Won vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body chuẩn không cần chỉnh, khiến những cô gái tuổi đôi mươi cũng phải ghen tị. Mới đây, cô nàng vừa khiến dân tình trầm trồ vì loạt ảnh mừng 8 tháng 3 khoe thần thái đỉnh cao mà chẳng Photoshop nào đấu lại. Dường như mọi trang phục mà bà xã Trấn Thành khoác lên từ street style thường ngày cho đến trang phục đi sự kiện đều được cô nàng nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ sở hữu thân hình quyến rũ mà bóng hồng sinh năm 1985, còn sang chảnh hóa mọi món đồ mà cô diện nhờ thần thái đẳng cấp như tiểu thư con nhà tài phiệt. Điều này phần nào được thể hiện trong bộ ảnh với hai gam màu chủ đạo đen bên dưới đây. Sắc đen quyền lực. Có một điều mà giới yêu thời trang không thể phủ nhận, đó là khi nhắc đến sự mạnh mẽ và quyến rũ, họ sẽ nghĩ ngay đến màu đen. Đây cũng là gam màu dễ ứng dụng và được nhiều người ưa chuộng nhất. Nó được lựa chọn để dành cho những sự kiện sang trọng như thảm đỏ, biểu diễn, hoành tráng của các nghệ sĩ. Không còn hình ảnh cô MC hài hước hay nữ ca sĩ dịu dàng, mỹ nhân 8X khoe dáng trong các thiết kế bó sát. Cách tạo dáng của cô cũng được đánh giá mang tính đột phá hơn trước. Bà xã Trấn Thành quyến rũ mọi ánh nhìn trong thiết kế đầy mê hoặc. Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng, Harry hóa thân vào quý cô cá tính chất ngầu nhờ lựa chọn trang phục vừa vặn với phong cách. Đặc biệt layout trang điểm tông trầm và mái tóc phút ngược thu hút càng hoàn thiện hơn tổng thể phần nhìn. Màu beige. Chưa có gam màu nào lại chiếm trọn cảm tình của phái đẹp bởi sự nhẹ nhàng của chúng như gam màu beige, không mạnh mẽ như những tông màu sặc sỡ cũng không quyến rũ gợi cảm sexy như đen hay đỏ Bulgari. Màu beige bằng những vẻ đẹp dịu dàng nhẹ nhàng của mình thu hút người mặc không thể không nhìn tới nó. Đó chính là lý do vì sao một bộ cánh nhẹ nhàng hay một đôi giày trang nhã trong gam màu beige càng nhắm bạn lại càng thêm mê mẩn.
Có thể nói, bộ hình một lần nữa khẳng định sự lột xác mạnh mẽ về phong cách thời trang của bà xã danh hài Trấn Thành, dù cá tính nhưng vẫn quyến rũ thu hút người xem. Thêm một lần nữa, chúng ta phải thừa nhận, nếu là người khác diện lên thì mẫu váy này rất dễ biến thành đồ ngủ lùng bùng, còn Harry lại khéo léo, dùng thêm khắc lưng bả to, đem đến ấn tượng và vẻ sang chảnh tuyệt đối. Cách chọn phụ kiện đi kèm như hoa tai, đôi bút tông suyệt tông cũng cho thấy sự khéo léo thông minh của cô nàng, tạo dáng ấn tượng của Harry Won làm bật lên thần thái đỉnh cao. Phát huy thế mạnh của hai gam màu be và kaki, nhưng khi được thể hiện trên chất liệu ánh kim từ áo crop top và chân váy thun bao chung, sự mềm mại được tôn lên đáng kể. Với mong muốn lột xác hoàn toàn với hình ảnh và phong cách mới mẻ, bà xã Trấn Thành không chỉ đầu tư cho trang phục tạo hình, mà còn thể hiện những màn tạo dáng ấn tượng hơn trước. Phong cách sexy nghe thì quen đấy nhưng không phải ai cũng làm tới được. Ranh giới giữa quyến rũ và phản cảm, giữa hút mắt và đốt mắt thực sự rất mong manh. Harry Won khá thành công trong việc thể hiện khí cảnh sexy nổi loạn nhưng vẫn vô cùng sang chảnh của mình.